Chào mừng quý vị tiếp tục quay trở lại với phần 2 của bản tin Địa ốc. Kính thưa quý vị, thị trường văn phòng quý 2 tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển ổn định với nguồn cung tăng không đáng kể, nguồn cầu có giảm do xu hướng thuê văn phòng thay đổi nhưng giảm không nhiều. Mặc dù có nhiều cao ốc lớn đã đi vào hoạt động nhưng đa số các cao ốc này đều đã được các chủ đầu tư sử dụng. Nguồn cung văn phòng trong quý 2 do đó tập trung nhiều ở phân khúc hạng B. Đó là một vài nhận định của ông Greg Owen, giám đốc khối văn phòng cho thuê CBRE. Hôm nay chúng tôi muốn nói đến tổng quan thị trường văn phòng trong quý 2. Việc sử dụng văn phòng hiện nay đang phát triển theo hai xu hướng. Thứ nhất là từ mô hình sử dụng văn phòng kiểu truyền thống. Các công ty ngày nay đang chuyển sang phương thức sử dụng văn phòng hiện đại hơn, tức là thuê ít văn phòng đi nhưng phát huy tối đa hiệu quả diện tích thuê. Cùng với đó là tăng cường sử dụng công nghệ. Theo một thống kê của CBRE, thì nhân viên thường chỉ bỏ ra 55% thời gian làm việc tại văn phòng. Phần còn lại họ làm ở những môi trường thay thế khác, có thể là cà phê, trong taxi, gọi điện thoại hay làm việc tại nhà. Trong khi đó, chi phí thuê văn phòng lại là gánh nặng thứ hai của một doanh nghiệp, sau các chi phí vận hành hay trả lương bổng cho nhân viên. Cho nên xu hướng hiện tại là ngày càng thuê ít không gian hơn, chỉ thuê đúng diện tích, nhưng làm sao để tăng tính thân thiện, hợp tác giữa các nhân viên, mà vẫn đảm bảo môi trường để nhân viên có thể phát huy tối đa năng suất lao động của mình. Thứ hai là tổng quan thị trường văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh trong quý 2 là một thị trường khá ổn định, đặc biệt là ở phân khúc văn phòng hạng A và hạng B, vào khoảng 33-35 đô la một mét vuông, chưa tính thuế VAT và chi phí vận hành, tức là không thay đổi nhiều so với quý 1, nếu có tăng thì hết sức nhẹ. Về diện tích thực thuê, nếu như giai đoạn năm 2011-2012, diện tích thực thuê giảm mạnh, thì trong thời gian 2013-2014, diện tích thực thuê vẫn giảm so với giai đoạn trước, nhưng mức giảm không đáng kể. Tổng diện tích thực thuê thị trường văn phòng quý 2 năm 2014 vào khoảng 10.000 m2. Nguồn cung vẫn tiếp tục được đưa vào trên thị trường, trong đó lớn nhất là tòa nhà Vietcombank tại quận 1, cung cấp 77.000 m2. Ngoài ra còn có Viettel Center, tòa nhà SSG, Lim Tower, với diện tích cho thuê đều trên 10.000 m2. Tuy nhiên, các tòa nhà này đều đã được sử dụng cho chính họ, chỉ một phần nhỏ cho thuê ra ngoài, nên nguồn cung rất hạn chế. Do đó, nguồn cung văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn tới sẽ tập trung nhiều hơn vào phân khúc hạng B, không phải là những tòa nhà lớn tại quận 1, mà là những tòa nhà có diện tích nhỏ hơn nhưng có đầy đủ các tiện ích, như tòa nhà iTower mà tôi đang đứng đây, với diện tích vừa phải, có giá 19 đô la Mỹ một mét vuông, phù hợp với ngân sách trung bình của đa số các doanh nghiệp hiện nay. Tòa nhà vừa xây xong và bắt đầu đi vào hoạt động. Chuyển sang những tin tức quốc tế, London và New York có thể là hai thành phố nổi tiếng thế giới cho sự thịnh vượng, nhưng để đầu tư vào bất động sản thì kể từ năm 2010, Dubai mới là nơi được đặt cược nhiều nhất. Theo một nghiên cứu mới đây của hai công ty là Douglas Elliman và Knight Frank, nghiên cứu lợi nhuận từ những khoản đầu tư bất động sản trị giá 1 triệu đô la trong thời gian từ 2010 đến nay. Nếu một ngôi nhà có giá trị 1 triệu đô la tại New York năm 2010, thì giá ở thời điểm này là 1,22 triệu đô la, so với 1,54 triệu đô la tại London, 1,26 triệu tại Miami, 1,16 triệu tại Hồng Kông. Và đứng đầu danh sách lợi nhuận là Dubai với 1,63 triệu đô. Báo cáo cho thấy London và New York là hai thành phố song hành và có sự tăng trưởng tương đồng với nhau thay vì với thị trường trong nước. Theo báo cáo, tăng trưởng trên thị trường nhà ở sơ cấp ở London và New York có hệ số tương quan là 90,5%, mức cao hơn so với tương quan giữa thị trường London và phần còn lại của Anh, cũng cao hơn so với hệ số giữa Manhattan và phần còn lại của Mỹ. Tổng quan thị trường địa ốc ở Anh có vẻ ít sáng sủa hơn do giá cả tăng không bền vững trong những năm gần đây. Báo cáo kỳ vọng giá cả trên thị trường địa ốc Anh sẽ tăng chỉ khoảng 2-3% trong năm nay và không đổi vào năm 2015. Theo đại diện Knight Frank, giá bất động sản ở London đã tăng mạnh nhất trong lịch sử nên khó tiếp tục tăng mạnh trong những năm sắp tới. Trong tình hình này, New York được kỳ vọng sẽ vượt London trong những năm tới để trở thành điểm đến phổ biến nhất của giới nhà giàu. Theo khảo sát của Knight Frank, New York sẽ là thành phố thịnh vượng nhất toàn cầu năm 2020, thế chỗ London hiện nay.
Khi nghĩ về ngôi nhà thứ hai dành cho những mục đích như là giải trí hay là thư giãn, thì người ta thường nhớ ngay đến các thành phố ở bên bờ biển như là Hampton, Cannes hay Palm Beach. Nhưng ngày nay, với đầu óc của các nhà kinh doanh thì việc lựa chọn thành phố để đặt ngôi nhà thứ hai đã mang tính thực dụng hơn. Theo một cuộc nghiên cứu mới đây của công ty thịnh vượng thế giới New World Wealth, London là thành phố hàng đầu được giới triệu phú trên thế giới nhắm đến để mua ngôi nhà thứ hai cho mình. Cuộc nghiên cứu cho thấy có 22.300 triệu phú, trong đó có nhiều người có tài sản từ 10 triệu đô la trở lên, có ngôi nhà thứ hai tại London. Ngoài ra còn có 9.700 triệu phú đang sinh sống tại thành phố này. Báo cáo cho biết, trong những tháng cao điểm, London có thể trở thành nơi ở của 32.000 triệu phú trên khắp thế giới. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những người mua căn nhà thứ hai ở London đến từ các tỉnh thành của Anh, từ các nước khác tại châu Âu. Ngoài ra cũng có một số không nhỏ các triệu phú đến từ Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và Trung Đông. Đứng ở vị trí thứ hai là thành phố New York với 17.400 triệu phú có căn nhà thứ hai. Những người có căn nhà thứ hai tại New York chủ yếu đến từ Mỹ. Hồng Kông là thành phố đứng thứ ba với 14.800 và Singapore đứng thứ tư với 11.200 triệu phú. Những thành phố biển truyền thống giờ đây đã bị xuống hạng. Hampton xếp hạng 6 với 7.800, còn Palm Beach từng là điểm đến ưa thích của giới thượng lưu Mỹ và châu Âu trước đây, chỉ xếp thứ 13 với 3.400 triệu phú. Ngoài ra còn nhiều thành phố khác có ít nhất 1.000 triệu phú chọn sở hữu căn nhà thứ hai của mình như Las Vegas, Aspen của bang Colorado, People Beach của California, Lake Como của Ý và Cannes của Pháp. Mặc dù doanh số bán nhà tại Mỹ trong mùa hè có tăng nhẹ, nhưng người dân vẫn chưa cảm thấy được sự lạc quan về sự hồi phục của thị trường địa ốc. Báo cáo về thị trường lao động trong tháng 8 không mấy sáng sủa, cùng với nguồn thu nhập tăng không đáng kể là những lý do then chốt khiến cho tăng trưởng của thị trường địa ốc thêm giảm tốc. Số khách hàng cho rằng đây là thời điểm tốt để mua nhà đã giảm liên tục trong 2 tháng qua, theo một cuộc khảo sát hàng tháng của công ty thế chấp khổng lồ Fannie Mae. Chỉ 64% trong số những người được hỏi cho rằng đây là thời điểm tốt để mua nhà, mức thấp nhất trong lịch sử các lần khảo sát của công ty. Theo ông Doug Duncan, chuyên gia kinh tế phó chủ tịch công ty Fannie Mae, cuộc khảo sát thị trường nhà ở toàn liên bang trong tháng 8 càng củng cố dự báo của công ty rằng năm 2015 sẽ không phải là năm khởi sắc của thị trường nhà đất Mỹ. Sự nguội lạnh trong thái độ của người tiêu dùng về môi trường nhà ở hiện nay cho thấy rằng thị trường nhà ở đang mất đi lực bẩy từ các khách hàng cá nhân. Nếu như thị trường việc làm đã được cải thiện từ năm 2014, thì sự cải thiện đó vẫn chưa đủ. Báo cáo việc làm tháng 8 của Bộ Lao động Mỹ cho thấy số việc làm mới được tạo ra thấp hơn nhiều so với kỳ vọng. Một số ý kiến thậm chí còn e ngại rằng đó là dấu hiệu suy yếu của tiến trình phát triển trước khi tụt hậu vào nửa cuối năm nay. Những người bán nhà tiềm năng cũng cảm thấy không lạc quan cho lắm, bởi giá nhà từng tăng mạnh trong năm 2013 giờ đây đã giảm đáng kể. Chỉ có 38% trong số người được hỏi cho rằng đây là thời điểm tốt để bán nhà, giảm rõ rệt so với lần khảo sát trong tháng 7. Hiện tượng này xảy ra giữa lúc lãi suất cầm cố đang ở mức thấp nhất từ hơn một năm nay và ít người nghĩ rằng lãi suất này sẽ tăng trở lại trong tương lai gần. Theo Hiệp hội các ngân hàng cho vay thế chấp, lãi suất cầm cố để mua nhà đã giảm một lần nữa vào cuối tuần qua. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa thể làm đòn bẩy cho thị trường phát triển. Thật vậy, theo một chuyên gia của ngân hàng Deutsche Bank, sau khi đã suy yếu so với năm ngoái thì thị trường nhà ở bình dân hiện nay tiếp tục dậm chân tại chỗ trong quý 2. Bên cạnh việc vay cầm cố mua nhà giảm sút, một vấn đề khác đáng ngại hơn cả chuyện lãi suất là năng lực tín dụng. Trong khi các khoản vay thế chấp tiếp tục sụt giảm thì ngân hàng vẫn tiếp tục buộc phải mua lại nợ xấu. Nhiều nhà phân tích cho rằng những khó khăn nhất trong thiên niên kỷ đã xảy ra trong cuộc suy thoái gần đây, khi mà tỷ lệ thất nghiệp cao hơn nhiều so với mức trung bình nhiều năm trước đó, công việc bán thời gian nhiều hơn trong khi thu nhập thì giảm rõ rệt. Vừa rồi là phần 2 của bản tin địa ốc và ngay sau đây là phần cuối của chương trình với những câu chuyện nổi bật sau. Trạm dừng xe buýt nhanh có thể được gắn pin năng lượng mặt trời. Rắc rối chuyển nhượng dự án bất động sản.